Rồi hello, mình chào mấy anh em nha. Rồi hôm nay bên em muốn giới thiệu với mấy anh em này nha, mô tô Vento 250, xe nhập khẩu Mỹ nha mấy anh. Vento 250, máy về nha mấy anh, hai bô, hai máy, hai bình xăng con. Xe này là xe nhập khẩu Mỹ nha mấy anh nha. Xe nhập đàng hoàng chứ không phải xe ở Việt Nam mình nha. Mấy em này là rất độc luôn, độc quyền Việt Nam mình, rất là ít có xe nha anh. Đó, xe còn khá là đẹp, zin nguyên thủy luôn. Độ ken của em này thì mà anh khỏi bàn nha, rất là đẹp, mới lắm. Hai đĩa biển Sài Gòn, xe biển số Sài Gòn nha mấy anh. Hai quan chính nhập chính chủ, sang tên rút gốc toàn quốc nha mấy anh nha, còn được ủy quyền luôn nha mấy anh. Mà anh nhìn xe này nó rất là lạ đúng không, trên thị trường của mình rất là ít xe nha mấy anh. Em này nhìn sơ thì nó na ná giống mấy em Sado 750 nha mấy anh nha. Body rất là đẹp, dàn inox và soi mặt được nha mấy anh nha. Đó, hai đĩa một trước một sau. Đây, Vento 250, dàn inox của nó là soi mặt được nha mấy anh nha. Đó, nó rất là mới, long lanh ánh lạnh luôn nha mấy anh. Em này là rất hiếm trên thị trường nha mấy anh, ít xe lắm. Xe này là nó nhập khẩu từ Mỹ nha mấy anh. Cậu từ Mỹ, phục tùng trên xe nó giống như mấy em hạt lây nha mấy anh nha. Đó, bản gắt chân bự nè. Đó, đi xa thoải mái, máy về nha mấy anh. Đó, hai máy đàng hoàng, đầy tem máy đồ còn luôn nha mấy anh nha, thiếu gì hết. Đó, mã số seri còn hết. Đây, xe nhập khẩu Mỹ thì thường thường nó sẽ có cái đách này nha mấy anh. Đó, đách nhôm này nha. Đó, hình thiết hả mấy anh? Đó, hình thiết người ta bán này về vô thôi. Đó, xe nhập khẩu Mỹ. Đây, mình muốn giới thiệu cái cụm đồng hồ nha. Đây, xe nhập khẩu Mỹ thì thường nó sẽ chạy bằng cái tính bằng mai, chứ nó không tính bằng km trên giờ nha mấy anh. Đó, xe này chỉ chạy 4.000 mấy cây số thôi, chủ yếu trùm mền nha mấy anh, xe cộp á, để không đi. Nhưng mà còn mới cỡ này nha mấy anh nha. Đây, cùm tay nó rất là đặc biệt, nó không có giống mấy em xe bình thường nha mấy anh, nó như mấy em hạt lây vậy đó. Đây là nút kèn, đây là nút cốt pha, đây là nút xi nhan bên trái, đây là nút xi nhan bên phải nè anh mấy anh em. Đây là nút đề, đây là nút cốt, nút đèn trước đó. Rất là đặc biệt. Đó, mấy anh em nhìn cái yên nó cũng khác lạ đúng không? Đây là yên zin nha mấy anh. Đó, nó có một lớp bọc da ngoài nhìn rất là đẹp. Đó, bao sên thì nó bao hết sên, không thấy sên nha mấy anh. Đó, nó bằng một miếng inox dẻ. Đó, bao hết không thấy gì hết, rất là đẹp, rất là thẩm mỹ nha mấy anh. Đó, nhìn rất là hay. Tựa lưng sau có luôn. Đây, biển số em nó nha mấy anh nha, 59A3-03902. Xe chính chủ, anh em mua mình ký ủy quyền hay ký giấy mua bán cho anh em trong buổi luôn nha mấy anh nha, khỏi lo bên giấy tờ, xe hai quan chính ngạch. Và một điều đặc biệt của em này á, mình muốn giới thiệu với các anh á, xe này là cái nước sơn nha mấy anh. Đây, nước sơn viên nguyên thủy, không dặm tốt gì nha mấy anh nha. Tại vì cái màu này, màu sơn xe zin này nếu mà dặm tốt thì nó sẽ đổi màu, nó không giống màu zin của nó nha mấy anh. Đây, đặc biệt em này là 3 màu, 3 trong 1 nha mấy anh nha. Ở trong tối á và ban đêm á thì mấy anh nhìn nó sẽ ra màu đen đó, mà khi ban ngày á thì nó sẽ ra 3 màu đó. Màu chủ đạo của nó là màu đen xanh, nhưng mà ra nắng á là nó sẽ có một cái màu, thêm một màu nữa, đó là màu, đây, màu tím á.
không phải màu tím nhưng mà nó như màu mặn chín nha mấy anh. Đó, rất là đẹp, ba màu, bốn màu luôn, màu xanh, màu đen, màu tím và màu đỏ đô nữa. Nếu mà mấy anh ra nắng á, hiện tại thì bây giờ trời nó không có nắng nha mấy anh, đó, nó sẽ ra màu khác nữa, rất là đẹp. Đổi màu nha mấy anh, đổi màu theo cách nhìn đó, mình qua một hướng khác, nó có độ chói thì nó sẽ ra màu khác nha mấy anh nha. Hai đĩa, đó, đĩa sau rất là an toàn. Xe này còn cực kỳ can nha mấy anh nha, mới lắm, trùm bền luôn mà không đi. Cái được sơn nha mấy anh thấy không? Này. Nhìn vậy thôi nhưng mà trong là kim tuyến nha mấy anh, đó, nó sẽ đổi màu rất là nhiều màu, nhìn nó rất là hay nha mấy anh. Đó, nó giá trị không phải nằm chỗ này nha mấy anh nha. Những xe khác thì không có nha mấy anh, nhưng em này thì có. Đó, màu lúc thì màu xanh, lúc thì màu tím, lúc thì màu đỏ, lúc màu đen, nó rất là nhiều màu nha mấy anh nha. Đó, nó nhìn màu chủ đạo thì màu xanh đen thôi, đó, nhìn vậy là ra màu đen đúng không? Nhưng mà mấy anh lại sát thì nó sẽ ra màu khác đó. Đó, đó là màu tím này, màu xanh, màu đen, đủ thứ màu hết, rất là hay. Đây cụm đèn trước của nó nha mấy anh, đèn chính và hai cái cốp pha đó, và dưới này là siêu nhanh nha mấy anh, rất là khác biệt với mấy xe khác nha. Đó, xe nhập Mỹ nó như vậy. Đằng trước đây nó có một cái miếng inox làm chén là hết, rất là đẹp, nhìn rất là liền xe nha mấy anh. Đấy, dàn đuôi thì cũng rất là đẹp đó, còn bảo vệ đèn sau, đèn xi nhan còn hết nha mấy anh nha. Xe này nói chung là chủ mua về chỉ chân thôi chứ không có đi nhiều. Đó, nay chú lớn tuổi thì chú cần bán lại thôi. Đó, anh em thấy không, rất là đẹp. Xe này là xe nhập khẩu Mỹ nha mấy anh. Đó, Vento 250 nhập khẩu Mỹ. Cái bô đi luôn nha mấy anh nha, chưa móc luôn. Đó, nó còn nứt bóng lón luôn. Đây, rất là đẹp, nhìn không khác gì mấy em Shadow 750 nha mấy anh nha. Đó, rất là đẹp. Đó, nó chạy bằng mai chứ nó không chạy bằng km nha mấy anh. Đó, không tính km nha, nó tính bằng mai. Đây tên xe của nó đây, có đồng hồ luôn nha mấy anh. Xe này mấy anh đem ra nắng nó rất là đẹp. Một là dàn inox nó sáng nè, hai là màu xe nó rất là nổi bật nha mấy anh nha. Đi ngoài đường ai cũng phải nhìn hết, rất là lạ. Máy em này thì cực kỳ nha mấy anh, rất là êm. Chạy mấy cái 4.000 cây thôi, anh em biết cái máy như thế nào rồi, chưa hết Garuda nha mấy anh. Đây mình sẽ test máy cho mấy anh xem nha. Tổng thể nhìn rất là hay, nó nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ mình tắt máy nha mấy anh nha. Đây là nút đề nha mấy anh, nó khác biệt, đặc biệt lắm, nó không giống mấy xe nào hết. Đây, nút đề đó. Đây là nút đèn, rất là hay nha mấy anh. Máy nó rất là lực nha mấy anh nha, rất là êm, đầu nồi chưa có đụng chạm nha mấy anh. Chạy nó rất là mạnh đó. Rồi, ốp số 5 cấp nha mấy anh, 1 tới 4 lùi 250cc. Đó, mà giờ mấy anh thấy nó ra màu đỏ không? À, cái màu của nó là nó đổi màu liên tục luôn nha mấy anh. Đó, đổi màu cực kỳ rất là hay. Nó đặc biệt không là chỗ đó nha mấy anh, rất là giá trị nha. Đổi màu như thời tiết vậy thôi mấy anh ơi, mát thì màu khác, nắng thì màu khác. Đó, máy nó êm cực kỳ nha mấy anh, không có tiếng gì hết. Đó, thì thầm luôn, sệt thôi.
quá đẹp ha anh ha. Đó, nhìn rất là hay. Dàn cui nóc của nó thì mấy anh khỏi cần bàn nha, nó lắng e hết từ đầu tới đuôi, để cho đầu là sáng tới đó nha mấy anh. Nói chung là đồ Nhật Mỹ thì nó sẽ khác hoàn toàn nha mấy anh nha, nó nhìn rất là đẹp. Rồi anh em nào thích xe này thì tới xem xe trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại của mình là 0932 047 956. Anh em nào ở xa không tiện đi lại thì cứ coi xe video cho kỹ rồi anh em chuyển tiền mình chuyển xe cho anh em nha. Bất kỳ ở đâu, từ Nam tới Bắc, máy nó cực kỳ, mấy anh em chạy là khỏi muốn xuống xe nha mấy anh, rất là nhẹ. Đó, bây giờ nó mát, nó tối trời lại cái nó ra màu xanh mấy anh thấy không? Đó. Rất là hay. Đây, một đĩa trước thì nó nằm bên này nha mấy anh. Đó, đĩa sau nó nằm bên kia. Đặc biệt là ổ khóa nó cũng nằm bên này luôn nha mấy anh. Đó. Xe Nhật là nó như vậy. Đó, anh em thấy màu đỏ không? Đó, màu đỏ này. Rồi, anh em nào mua thì alo số điện thoại cho mình nha. Rất là tuyệt vời. Máy nó cực kỳ mấy anh ơi, êm lắm. Rồi anh em nào mua thì alo cho mình nha. Mình chào mấy anh em.